Hai, xin chào bạn. Hôm nay là những ngày đầu của tháng 11 ha. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của máy đã qua sử dụng tại Thế Động. Thì xem đầu tháng 11 này máy cũ tại Thế Động có giảm giá sâu để các bạn mua được những sản phẩm máy đẹp giá hời không bạn nha. Rồi, thì đầu tiên ở đây mình có con Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB các bạn. Z Fold 5 ha. Máy còn rất là mới. Cái Fold 5 này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 30 triệu 020 ngàn. Và con này còn được bảo hành lên đến là 9 tháng 9 hãng. Rẻ hơn so với máy mới là tầm khoảng 14 triệu 970 ngàn các bạn. Rất là đẹp và còn mới luôn. Z Fold 5 con này tới 512GB các bạn nha. RAM 12 và bộ nhớ lên đến là 512GB. Bảo hành 9 tháng 9 hãng. Con máy rất là đẳng cấp luôn. Rồi tiếp theo mình có con Samsung Galaxy S23 Ultra 5G có giá là 18 triệu 310 ngàn. Con này rẻ hơn so với máy mới là 13 triệu 680 các bạn. Và còn được bảo hành 9 tháng 9 hãng. Máy cũ ở Thế Động được bảo quản rất là tốt và kỹ luôn các bạn. Được quấn ráp để hạn chế trầy xước ha. Hầu như những máy mà cũ ở Thế Động thu vào thì hầu như là không có cắn mốt các bạn. Chỉ là một số máy có chạy sức nhẹ thôi nha. Rồi tiếp theo đây là con ta có con Z Flip 5 5G 512GB giá là 18 triệu 140 ngàn. Con này thì bạn mua còn được bảo hành cũng 9 tháng 9 hãng luôn. Và tiết kiệm rẻ hơn so với máy mới là tầm khoảng 11 triệu 850 ngàn nữa mà. Chiếc máy nắp gập của Samsung ha. Bộ nhớ lên đến là 512GB nha. Rồi Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB giá 14 triệu 680 ngàn, rẻ hơn máy máy mới là 16 triệu 310 ngàn các bạn. Con này hiện tại máy mới là giá 30 triệu 990 ngàn và nó giảm 16 triệu, giảm 14 triệu và là khoảng tầm khoảng 16 990 ha. Con này thì hiện tại các bạn mua sẽ được bảo hành chính hãng là 9 tháng rưỡi. Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 512GB giá là 11 triệu 910.000. Các bạn mua rẻ hơn máy mới là tầm khoảng 17 triệu 580 ngàn bạn. Và còn được bảo hành tới 6 tháng rưỡi chính hãng nha. Máy nắp gập Z Flip 4. iPhone 13 mini 128GB giá là 11 triệu 790 ngàn. Chiếc máy gọn nhỏ gọn ha. Cho những khách hàng thích những máy gọn như vậy. Rất là gọn luôn bạn. Thì 13 mini này nó sẽ có giá là 11.790, rẻ hơn máy mới là 5 triệu mốt các bạn. Còn con này bảo hành chỉ còn 1 tháng tại Thế Động thôi. Oppo Reno 8 Pro 5G giá là 10 triệu 280 ngàn. Bảo hành còn được tới 7 tháng chính hãng, rẻ hơn máy mới là khoảng 8 triệu các bạn. Reno 10 Pro 5G. Reno 8 Pro 5G các bạn nha. Rồi, Samsung Galaxy S21 FE phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB giá 9 triệu 190 ngàn, rẻ hơn máy mới là tầm khoảng 9 triệu 8 và còn được bảo hành lên đến 10 tháng chính hãng. Xiaomi 13T RAM 8GB giá là 8 triệu 690 còn được bảo hành lên đến là 5 tháng các bạn, 23 tháng rưỡi. Đây, 13T. Còn được bảo hành rất là lâu nha, 23 tháng rưỡi lận. Con này giá hiện tại là chỉ có là còn có 8 triệu 6 thôi. Và nó rẻ hơn máy mới là tầm khoảng 3 triệu 3. Bảo hành 23 tháng rưỡi chính hãng. Samsung Galaxy S21 FE phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Con này hiện tại còn giá 8 triệu 190 ngàn. Bảo hành 10 tháng rưỡi. Và con này tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 4 triệu 8 các bạn. Máy rất là đẹp ha. Reno 8 5G giá 7 triệu 840, rẻ hơn máy mới là 6 triệu 150 ngàn, bảo hành 7 tháng chính hãng. Rất là đẹp, Reno 8 5G. Còn rất là mới luôn. Rồi Samsung Galaxy A53 5G giá là 5 triệu 370 ngàn, màu đen A53 màu đen các bạn, A53 5G nha.
Con này đường được bảo hành tới 7 tháng chính hãng luôn. Rẻ hơn máy mới tầm khoảng 4 triệu 620 ngàn các bạn. Giá là chỉ 5 triệu 370. Xiaomi Note 12 RAW 128GB giá 5 triệu 070 ngàn. Rẻ hơn máy mới là khoảng 2 triệu mốt. Bảo hành còn được 16 tháng chính hãng ha. Samsung Galaxy A34 5G 128GB giá 4 triệu 930 ngàn. Rẻ hơn máy mới là khoảng 3 triệu rưỡi các bạn. Và còn được bảo hành 7 tháng rưỡi chính hãng ha. 4 triệu 930 ngàn. Rồi tiếp theo Oppo A78 giá 4 triệu 780 ngàn. Rẻ hơn máy mới tầm khoảng 2 triệu 2. Còn được bảo hành 8 tháng chính hãng ha. Oppo A58 RAM 8 bộ nhớ 128GB giá là 4 triệu 160 ngàn. Bảo hành 9 tháng rưỡi chính hãng và rẻ hơn máy mới là tầm khoảng 1 triệu 8 các bạn. Nó đẹp, máy còn rất là mới. Rồi Samsung Galaxy A24 phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB giá là 4 triệu 110 ngàn. Con này còn được bảo hành 9 tháng chính hãng. Và rẻ hơn máy mới tầm khoảng 2 triệu 8 các bạn. Còn rất là mới luôn bạn. Cực kỳ mới nha. Vivo Y36 bộ nhớ 256GB giá còn 4 triệu chẵn các bạn. Rẻ hơn máy mới tầm khoảng gần 3 triệu. Bảo hành 9 tháng chính hãng luôn. Samsung Galaxy A24 phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB giá là 3 triệu 8. Rẻ hơn máy mới là khoảng 2 triệu 6 và con này bảo hành còn 8 tháng rưỡi chính hãng. Quá rẻ luôn, còn 3 triệu 8 thôi. Oppo A96 3 triệu 480 ngàn, bảo hành 1 tháng chính hãng. Màu trắng hồng. Samsung Galaxy A14 phiên bản 5G giá là 3 triệu 290. Còn được bảo hành 10 tháng chính hãng, rẻ hơn máy mới tầm khoảng 1 triệu 9 các bạn. Redmi 12 phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB giá là 3 triệu 190 ngàn. Bảo hành còn được 16 tháng chính hãng ha, rẻ hơn máy mới tầm khoảng 1 triệu 6. Chiếc máy màu bạc rất là đẹp. 3 triệu 110 ngàn. Rồi Xiaomi Note 11 phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64GB giá là 2 triệu 430 ngàn. Cái này bảo hành chỉ còn được 1 tháng tại Thế Động thôi. Vivo Y02T có giá là 2 triệu 110 ngàn. Bảo hành 10 tháng. Rẻ hơn máy mới tầm khoảng 980 ngàn các bạn. Y02T ha. Xiaomi Redmi 12C bộ nhớ 128GB giá là 1 triệu 930 ngàn bạn. Giá còn quá rẻ luôn. Rẻ hơn máy mới tầm khoảng 2 triệu 060 ngàn. Và còn được bảo hành tới 14,5 tháng nè các bạn. Chính hãng luôn. Bảo hành chính hãng là 14 tháng rưỡi. Rồi A2 cộng giá 1 triệu 660 ngàn. Bảo hành 16 tháng chính hãng. Rẻ hơn máy mới tầm khoảng 1 triệu 1. Rồi cuối cùng đây thì mình có con Redmi A2 có giá là 1 triệu 480 ngàn. Bảo hành còn được 16 tháng rưỡi các bạn. Và những cái máy bàn phím ha. Nokia 8210 giá 1 triệu 010 ngàn. Nokia 215 giá 650. Mobile M329 giá 290. Martel Lut 10 giá 260. Mobile M359 giá 250 các bạn ha. Rẻ nhất hiện tại thì có Intel 9010 giá 230 và Intel 9010 này giá 200 ngàn các bạn ha. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá của máy cũ đã qua sử dụng tại Thế Động ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau nha. Và các bạn lưu ý là hiện tại là máy cũ tại Thế Động chỉ áp dụng các bạn mua trực tiếp tại shop có máy thôi. Nó không hỗ trợ chuyển hàng về cái siêu thị gần các bạn sinh sống nha. Các bạn lưu ý điều này nha. Bye bye.